đóng gì đó nghe, một cái thì là chết luôn. Thấy nguyên được mấy giờ xong. Đây là tới láng 19 nha mọi người. Ai xuống đây anh Tâm hả? Tâm. Nguyên cái bộ mấy câu quá vậy trời cái trời. Nhớ đầu á nghe. Bởi vì chưa thấy ông chống bộ đột ra có mất cười. Học máu luôn có biết có ai đâu, em đưa cho Vinh luôn đó. Bữa đó ngàn trường nó đưa nè. Cái phích nước của ông Vinh thì tao biết rồi. Rồi cái nó ủa cái bọc này của ai, tao nó cái biết cái bọc này của ai đâu. Tầm tới 40 con nhái được. Đâu có mười mấy con nhái thằng Tinh thêm hôm nữa còn mấy con nữa. Mới được mười mấy con. Có nên anh tao xuống đây vậy? Ờ anh cũng đây à. Một người đầu cái tay, một người này đông. Rồi. Sau này dài nhất chung chưa rồi. Mình nổng xuống đây cái rồi được chưa, nước chưa đủ đồ chưa, rồi nước chưa, rồi không còn cái bị nào của em nữa nha. Đổ nước đâu, nước lên tâm đâu, anh ở trong bị hết rồi. Ừ, có này luôn hả? Có à, ngày nó mới đưa đó. Thằng nó mới đưa đó. Rồi chúc mấy đem may mắn nha. Đây chú Sáu sẽ xuống rồi. Bây giờ chú Sáu sẽ chạy vỏ chạy trước đi trên chút xíu cái im cơ hả, bơi xuống 15 không thắng được. Đây, hiện tại Thuận với anh Huynh đang ở kênh KT nha mọi người. Hai anh em mình bao kênh. Đây hai anh em giờ quýnh con đường à. Chừng nào anh Huynh anh quýnh cá nó giận giận rồi mình xí. Mình anh quýnh nó giận giận là mình cứ thật cho mình quýnh thôi, không cần kỹ năng hết mọi người. Cái Google của anh Huynh nó nhìn bên đây xuyên thấu bên kia luôn. Không có một pin á, đâu có một pin á, đâu có nắp luôn nữa. Nó có cái nắp mà nó dướng dướng hoài mà khỏi gỡ luôn. À, mua cái nắp Shopee được á. Không có đó chứ, gỡ ra. Không, ý là mua cái nắp Shopee là không cần bật nguyên cái nắp này ra, nó chỉ mở được một cái lỗ sạc này ra thôi. Ừ. Là nó có cái lỗ đó luôn. À? Đúng rồi. Là nó chỉ mở cái lỗ sạc ra thôi chứ không phải là phần để nước vô. Ờ đúng rồi, chứ không phải là bật nguyên cái giống như cái kim. Bữa này quay chỗ này thì về mất xóa bỏ mấy thằng kia. Bữa này Thịnh câu bằng cây Asino Bato khoen Fuji. Cái bát là siêu đẹp luôn mọi người. Cái khoen dính nó lộn. Cây này chịu gửi. Asino Bato. Này bánh ú anh Hữu Khinh cho nha mọi người. Hên là anh cho bánh ú chứ cho bánh tét là mình không lấy đâu. Trong đây có sống không anh Khinh? Có. Kênh KT này đi bộ đâu được quá vậy, chắc cũng đỡ ha. Đúng rồi, trên đây là chỉ cái đi xuồng thôi. Đâu được đi bộ. Tên Lự nó nói chỗ này có con gắn hổ mây dắt từ bên kênh này dắt qua đây mà chưa hết. Chưa mà nó đi vậy mà chưa hết con gắn nữa đó, nó kể vậy đó. Mình thận xài khóa lọc khoen mọi người. Lúc trước Khuynh xài khóa lọc khoen tiện. Tới đây luồn cái là rồi. Giờ xuống xuồng rồi. Hai anh em bơi ngược trái ga mọi người ơi. Công nhận xiên sáng kêu vỏ đưa vô đầu kinh hay, rồi giờ bơi ngược trái ga. Bơi ga kiếm bầy quýnh bạ nó không ăn. Kiếm được có ai đặt lợp không? Thăm cái lợp à. Thủ vốn. Yên câu cá bạ nha mọi người. Quỳnh bữa nay rất là lạc quan. Rất là lạc quan. Chứ xa kia là một anh, còn ở dưới đầu kia là một anh đang bơi lên nữa. Ở đây mình bơi xuống rồi mới ổng bơi lên. Ủa dí. Cá dí hay gì anh Huynh này? Đó, cái chỗ cục đó đưa ra đó. Đây còn hai chí xíu quá.
nó tới ngay cục đó đó, nãy giống như dí mà. Không, nãy dí thiệt á, chắc con vô cái rồi. Đang mơ mộng có hai chí vô cái buồn dí. Đến nhá, đi đẹp quá. Đó. Quýnh đi, em quýnh trên cỏ không à. Không ảnh hưởng gì mấy đâu. Bỏ tiết vô máy đầy quá, tiết không dậy rồi cắt bỏ rồi uống, vô hết, trời ơi. Đến nhìn cỏ có lý, bắt cỏ ra đâu. Nửa này lên cỏ rồi, thấy không? Dạ, tính dùng 15 là đánh dĩ đó, nhận bên với trời không hẳn chứ. Bây giờ anh Khuynh bơi vô trước rồi mọi người. Anh Khuynh bơi vô 19 câu tay rồi. Tình hình thấy bây giờ Thận bơi sau, Thận câu bạ tí xíu. Chung mình cũng hy vọng ha. Chưa thử mà đâu biết được. Câu bạ tí xíu rồi chưa hả, bơi vô 19. Anh Phân coi áp hay quá trời mọi người ơi. Chuẩn bị mưa nữa. Mưa chuyến này là hết trốn. Giờ hai cây cần câu tay nữa thì lâu lâu cũng thấy có thác lát nó ọc. Giờ đánh lan rồi, hết kiếm bài rồi, tại không có bài để kiếm. Hai ba ngày nay tao quýnh trong đây nát hết, không biết mọi người. Tao biết là lên 13 câu tay là im rồi. Mấy bữa trước anh Khuynh coi áp rồi. Nói đi bữa nay là anh coi áp rồi. Trời không có mưa đâu. Trời không có mưa mọi người. Không có mưa đâu. Mưa ở đây không à, mưa trong rừng á. Lịch sử lặp lại. Mua vé 50 mấy chục ngàn cũng bị vô rừng tắm mưa nè. Không có mưa đâu. Áp này anh đi câu mấy năm rồi, xài áp này không à. Chuẩn xác lắm. Lát là gặp ổng, chọc ổng nữa coi. Gắn dí lại. Chưa kịp đó mưa này. Không mưa chỗ đó rồi mọi người. Đang mưa trên kia thấy không? Nhưng mà trừ chỗ này ra. Xịn xịn. Lâu lâu phản lần thôi, quan trọng là lúc đi nó phản. Còn ở nhà nó không phản. Mấy ngày ở nhà nó coi đúng bon cái trời nè. Trời trời, công nhận cái tay kia. Lì thiệt ơi. Mỹ anh chảnh luôn, mất tiêu luôn. Em đứng chảnh mà còn còn phất bóng luôn rồi đó. Dữ thiệt chứ. Hồi nãy phải không? Tại thấy nó cũng bít quá. Mà kinh đó là chạy xe được không? Được. Khó đi lắm. Thì sáng hai ba ông lên. Quá trời xịn luôn mọi người ơi, mọi người thấy chưa? Mọi người muốn đi gần phải liên hệ anh Khuynh coi app cho. Đừng, gần chỗ nào cũng mưa nhưng mà trừ chỗ anh Khuynh đứng là không mưa mọi người. Hồi nãy là Thận không tin rồi đó, nhưng mà giờ lại nghe anh Khuynh giải thích là bắt đầu là mình thấy thuyết phục rồi đó mọi người. Đó, thấy không? cất dầu dẹp luôn kìa, uy tín đó mọi người.
Ai có Facebook anh Phinh mà muốn đi câu thì cứ liên hệ anh Phinh nha. App bao chính xác. Xài mấy năm rồi đó mọi người, từ lúc đi câu gừng tới giờ. App tên gì anh Phinh? Đừng em biết, em biết em né ra. Trời ơi coi nè. Giờ tiếp tục cảnh cũ rồi mọi người. Mà kỳ trước thì ở bên 13, bữa nay thì bên KT. Tính ra hôm nay đi 13 có chừng ngon á anh Phinh. Không, tại vì mình không không dành chứ mình tài nhất mà muốn đi đâu mình đi. Tại mình tính đi được lên trên 15. Bây giờ là 1 giờ chiều nha mọi người. Anh Phinh đứng đó, cầu tài dính được 4-5 cua biển vậy, thận xảy con cua biển thì thôi luôn. Đừng ngồi anh cục này cũng cầu tay luôn. Rồi anh Quỳnh Tổng hay gì mọi người đang bơi vớt ốc ở đằng kia kìa. Bơi vớt ốc rất là nhiệt tình luôn nha. Nếu là gỡ vốn á. Coi coi nè, nước như vậy nè. Nước mà đậu cái xuồng mà ngang nó dập lên xuồng bụp 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 bụp. Đậu xuồng xuôi nó mới không có sống. Nói chung là đi đi ô minh mà lắp viết thì nó cũng thành quen á mọi người. Nên là viết thì không có cảm xúc gì hết. Cũng như là không có buồn, không có hụt hẫng gì hết. Đã quá quen rồi. Wow mọi người ơi. Vô mánh rồi mọi người ơi. Úi dồi dồi. Trời ơi cái con cua biển rồi nè. Ui bằng bằng tay mình đó mọi người. Trời ơi con cá đầu tiên trong ngày 1 giờ chiều nha. Một giờ chiều mới dính. Kể chuyện chuyện xưa, rất là xưa thì cái bụi bồn bồn này nó rất là nhiều cá. Mọi người dính cá đây rất là nhiều, đủ loại cá luôn, cá chê, cá rô, cá rô biển cho bụi bồn bồn này nha mọi người. Chuyện kể từ xa xưa nha. Còn thời nay thì còn cá nhưng mà ít rồi. Đây thường xảy đây con anh Phinh dính được 4-5 con gì ở đây á, bồn bồn đi thấy rất đẹp luôn. Bữa nay nước tiết là nước nhiều quá, ủa gió nhiều quá. Đang ngồi kể chuyện đía thì cá ăn mọi người, giật cái hộp lắc à. Bữa nay thì dính được một con cua biển thôi, dính mà cũng không có clip được trọn vẹn nữa mà mọi người biết cỡ nào rồi đó, là cảm thấy quá bế tắc. Đây một thùng nước với một con cua biển bự lắm. Thì bây giờ sẵn ở láng 19 thì mình sẽ chơi cái chiêu cuối cùng, đó là đi vớt ốc bu. Ốc bu nha, ốc bu. Vớt ốc bu về gỡ vốn mọi người ơi. Về hấp tiêu ăn cũng được. Để đâu chứ bên cái láng 19 này là ốc bu rất là nhiều luôn nha. Hồi nãy anh kia anh vớt được mới rồi, anh vớt cũng muốn giáp rồi. Giờ tận đi vớt lại thôi, nói chung nó nhiều lắm. Đi qua rồi nó lại lên nữa à. Không hết được đâu mọi người. Cái con ốc bu nè mọi người. Đây nó có hai loại ốc nha, ốc bu với ốc bu vàng nha. Không biết coi chừng bắt lộn. Bắt là nhiều một đống, ốc bu vàng không chết luôn. Ốc bu là đem hấp tiêu ngon lắm. Rồi cứ dạch ở trong cái bèo ta này ra là nó có à. Bèo tay, bèo ta gì nè.
nó phái ở trong cái này lắm. Thành quả sau khoảng một tiếng vớt ốc, tại nãy tổng nó đi vớt trước rồi nó mới thưa, chứ thôi là nhịp bấm cho mọi người. Ngày đem về hấp tiêu nha, vợ con ăn nó càng ngon nữa, nó cho đi nữa nha mọi người. Chứ đi cù có cá mắm gì đâu, vui là chính thôi. Con ốc này nó bự nè. Bịch ốc thứ 6. 6. Bịch ốc, bịch ốc. Chưa ra ăn gì hết. Ốc anh Huynh em bỏ trong cái gầm anh nha. Lấy vài con gì ăn đi chứ mình em ăn cái nào chứ hết. Về có mình em ăn à. Đây. Ba thầy trò mình bữa nay về sớm nha mọi người. Hai chú Sáu được một con. Chụp có không? Sáu con nhưng không có cái lắp nha mọi người. Dở cái thùng ra thoải mái lắm, không có sợ cá nó phóng. Còn có cái lóc là còn có cái lóc là dễ biết lắm, có lóc dễ hé. Con này dở vô cái lắp luôn. Không bắt nó như là, chạy có câu gì đâu mà bắt. Gió mọi người coi gió nè, gió mà chống sồn không nổi luôn á anh Quỳnh, đạp ngược rồi không à. Cho của anh kìa. Đứng dần phải chút. Gió lên kiểu này á mọi người, chỉ có con tay thôi, chỉ có cái lóc là thôi, nổi. Rồi kết thúc chương trình bữa nay nha mọi người. Anh Hữu Quỳnh về, đây anh Tâm về luôn. Rồi thời cũng giọt vậy luôn nha. Hẹn gặp mọi người ở clip đi gần sau nha.